Sau đây Nam Nguyên và Quốc Thiên xin gửi đến quý vị đó là nhạc phẩm Về Đây Em. Quý vị, wow. Lần đầu tiên anh Nam Nguyên hát đen mà Thiên nghe anh Nam Nguyên hát đen rồi. Quý vị chưa bao giờ thấy Nam Nguyên nhảy đúng không? Thank you.